Chị Kim Hoa đang có mặt tại công trình thi công ốp trần bằng tấm ốp than tre Vân Tráng Gương. Bạn này sẽ có kích thước là 1m22 x 2m8 nha. Độ dày sẽ là 8 ly. Thi công thì anh chị nhớ dùm Kim Hoa là cứ để cái lớp siêu này trong quá trình thi công thì có lỡ va quẹt nó không có làm trầy cái tấm ốp than tre của mình nha. Rồi, để thi công thì chúng ta sẽ cần có cái gì? Đầu tiên ở phía bên trên là cái trần bê tông rồi mình sẽ đi một cái xương u á các anh chị, và mình thả xuống rồi mình ốp cái tấm phơm này lên. Kim Hoa sẽ chỉ cho các anh chị cái tấm phơm này ha. Đây là cái tấm phơm màu trắng nè. Cái tấm phơm này sẽ có nhiệm vụ là tạo cái mặt phẳng nha các anh chị, để giúp cho mình ốp cái tấm ốp than tre lên trần một cách dễ dàng. Thì chúng ta cũng bôi keo vào mặt sau của tấm ốp than tre, rồi mình ốp lên cái trần. Nhớ là đi thêm băng keo hai mặt nha các anh chị. Cái lúc mà keo chuyên dụng chưa khô thì mình sẽ có băng keo hai mặt, nó sẽ cố định cái tấm ốp than tre của mình nha. Rồi, ở đây thì các anh thợ đã dùng những cái cây đỡ như thế này. Nhiều khi cái keo nó chưa khô mình có cái cây đỡ này nó an toàn, nó không có rơi cái tấm ốp than tre của mình xuống ha. Công trình này thì sử dụng cái tấm ốp than tre Vân Tráng Gương thì sẽ đi thêm hai cái loại nẹp nữa. Một cái nẹp như Kim Hoa cầm trên tay ở đây thì mình sẽ nối hai cái tấm ốp than tre lại. Ở đây, anh chị thấy không? Một lát nữa Kim Hoa sẽ quay cận cho các anh chị. Đó, ở đây là mình nối hai cái tấm ốp than tre bằng cái nẹp như thế này. Những cái lỗ này, mấy cái lỗ này thì mình sẽ cố định bằng vít lên cái bức trần để cho cái nẹp của mình thêm cứng cáp và chắc chắn để nó đỡ cái tấm ốp than tre của mình nha các anh chị. Rồi, ở phía bên đây, ở đây thì đã có những cái cử các anh chị, nó sẽ làm bằng cái nẹp ULED cắt nhỏ ra luôn. Rồi sau khi mình cố định cái tấm ốp than tre rồi thì mình sẽ lấy cái nẹp U này mình thi công vào, và ở chính giữa đây sẽ có một cái hệ thống đèn LED. Buổi tối thì mình bật cái đèn LED này lên thì rất là lung linh cho không gian của mình luôn ha. Đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi các anh chị. Thì tấm ốp than tre này nó có rất là nhiều mẫu vân, từ vân gỗ, vân vải, vân tráng gương cho đến những cái màu vân đơn sắc rất là đẹp luôn. Ngoài ra còn có lam sóng nữa nha các anh chị. Màu sắc thì khỏi nói, quá chừng là màu luôn. Tấm ốp than tre thì sẽ không cong vênh, không co ngót trong suốt quá trình sử dụng, đặc biệt là không bị mối nữa các anh chị. Anh chị sẽ dùng thoải mái ở trong nhà luôn, với độ bền rất là cao. Anh chị nào mà mình quan tâm đến dòng sản phẩm tấm ốp than tre này thì có thể để lại comment bên dưới nha. Kim Hoa sẵn sàng tư vấn chi tiết cho mình trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.